Ngâm bằng dưới nước và ăn rồi ngâm bằng dưới nước. Thì trong lòng bàn tay của những bạn rối mèn có rất nhiều hoạt hình tinh xúc giác. Nên khi ăn nó sẽ dùng tay nó chạm, nó cảm nhận đồ ăn, sau đó mới bỏ vô miệng ăn sau. Thì cũng vì tập tính này các bạn khá là sạch thời trước khi ăn, sau khi ăn, trong khi ăn như thế này nó đều nhúng lòng bàn tay nó xuống nước để nó chà, nó rửa. Thì khi chà rửa như thế các lòng bàn tay nó sẽ sạch hơn, nó cảm nhận đồ ăn tốt hơn. Rửa tay. Thì các bạn to nhất ở đây là bạn rốn mèo đầu đàn. Thì ngoài tự nhiên các bạn không có to lớn như thế này đâu, các bạn chỉ có cân nặng trung bình khoảng từ 6 đến 10 kg thôi. Nhưng mà trong môi trường sinh sống với con người thì loài này nó rất là dễ tăng cân. Thì các bạn đầu đàn này bạn cũng được khoảng là 15 đến 20 kg không? Vì ở ngoài tự nhiên nếu to như thế này thì rất dễ bị các loài động vật khác là ăn thịt cũng hoặc là bị con người săn bắt. Thì đó với cái rửa tay này chủ yếu là những bạn nhỏ bạn thích rửa nhiều hơn, những bạn lớn mới cảm nhận thức ăn quen rồi, nó không có cần rửa tay nữa, chỉ khi ăn xong thì nó mới đi rửa tay, hoặc là cảm thấy tay nó khô quá thì nó sẽ đi rửa tay. Dành dành nhau bạn bên này nè, bạn đằng sau lưng nè. Thì hiện tại hai bạn này đang trong tình trạng là quá căng rồi, nên là sẽ được là hạn chế bớt cái đồ ăn vặt như thế này. Thì các bạn chỉ được ăn buổi chín thôi. Tại vì nếu to quá thì các bạn khó vận động cũng như rất là dễ bị bệnh. Thì cái bạn đầu đàn này thì bạn bị bệnh về đường hô hấp. Nếu ăn no quá thì sẽ có nhầm bữa bạn thở không được và bạn chán ăn nữa. Nên là mình sẽ là không cho ăn những thức ăn vặt, chỉ ăn đồ ăn chín hoặc là trái cây thôi. Cho nhà bà cháu. Để cho bạn đi ăn quả táo vậy. Thì loài này thì các bạn là loài động vật rất thông minh. Thì trí thông minh thì nó cao hơn chó mèo trong nhà của mình, cũng như là trí nhớ của bạn này có thể lên tới 3 năm rồi. Thì nhờ cái đôi bàn tay khéo léo các bạn có thể là mở hoặc cài những cái nắp hũ hoặc là những cái tủ của mình để các bạn sử dụng đồ ăn ở phía trong. Thì khu vực này tự nhiên thì các bạn sẽ sinh sống trên những cái nơi cao, nên ở đây cũng thế, ăn cũng xong rồi các bạn sẽ là leo lên cái khu vực cao nhất trong nhà này để là nằm ngủ hoặc sinh hoạt ở phía trên. Thì loài này còn được biết tới một cái tên khá thương là những tên trộm đáng yêu. Thì các bạn hoạt động vào buổi tối có thể đột nhập vào nhà của người khác để trộm cắp hoặc tìm kiếm đồ ăn. Thì loài này thì nó đột nhập khá là nhiều ở trong khu vực Canada. Thì các bạn giống mèo là loài động vật rất là dễ thích nghi, bạn hầu hết thích nghi được với tất cả các môi trường. Thì nó có thể sống trong môi trường đô thị hoặc là ven sông, ven biển hoặc trên núi. Tại vì nguồn thức ăn thì các bạn ăn rất là dễ dàng, nguồn thức ăn của loài này cũng phong phú. Thì thức ăn yêu thích nhất là nếu ngoài tự nhiên các bạn vẫn thích nhất là cái việc đi bơi lội để đánh bắt các hải sản. Thì loài này bơi lội rất là hay. Thì tại vì cái lòng bàn tay thì có nhiều hoạt hình tinh xúc giác nên là bạn cảm nhận được dòng nước và bắt được cá khá là dễ dàng. Vì đặc tính dễ thương cũng như là tính tình linh hoạt thì các bạn này xuất hiện khá là nhiều trong các bộ phim hoạt hình. Thì trong bộ phim Vệ Binh Dãy Ngân Hà thì các bạn này trong vai là Dr. Cái Raccoon, hoặc là trong những bộ phim hoạt hình của Nhật. Bảo con cho. Bảo con. Mèo này. Đúng rồi. Cái này xin ăn. Hai bạn béo phì đang đoan. Rồi bây giờ mình di chuyển qua khu vực nhà bên nhà. Thôi và đứng lộ hai bạn rùa đang. Thì đây là rùa Sukata của Nam Phi ạ. Thì hai bạn trong đây thì chỉ mới được khoảng từ 12 đến 18 năm thôi. Thì đối với loài rùa cạn này các bạn có thể sống được từ 80 đến 100 tuổi một bạn. Thì đây cũng là loài rùa có kích thước lớn thứ 3 trên thế giới. Thì kích thước to nhất loài này đạt tới là chiều ngang của mai sẽ dài từ 1m tới 1m2. Có hai con thôi. Ở đây mình có ba bạn à, một bạn kia thì bạn đang bị thương nên được đưa vào trong kho để chăm sóc riêng. Thì loài này các bạn sẽ ăn cỏ và xương rồng là chủ yếu. Thì mình có thể phân biệt đực và cái bằng cách mình nhìn cái phần yếm ở phía dưới. Thì các bạn đực sẽ có phần yếm hở bên phía trên, còn bạn cái thì phần yếm phần thẳng hơn. Thì trong giao phó như thế này nếu mà đậu trứng thì khoảng là các bạn sẽ mang thai trong vòng là 70-80 ngày sau đó mới đẻ trứng ra. Thì cái trứng mình sẽ mất thời gian ấp từ 120-150 ngày nữa. Thì trứng của các bạn này thì tỷ lệ nở rất là thấp.
Nó cho khỉ. Đưa tới. Rồi, đi đưa tới. Rồi, này, đây. Này, cho con thêm cái nha. Đây, có rồi con. Cho con hai cái đâu, ướt cái rồi. Rồi. Cầm dưới. Lùn lắm. Đây, bạn đây. Con tới. Đây, tới cây. Nè, con cho ăn tiếp đi. Rồi, con cho... Cầm dài dài cho con. Dài dài ra. Sai, mấy bạn con tới. Ui, rồi. Ok. Ok, xong rồi. Hả mồm đói. Đói. Con nó mập quá rồi. Những con đực, những cái nướng này sẽ giữ vai trò là giữ cá lại để cho các bạn có thể dễ dàng đánh bắt cá hơn. Thì loài này nó không biết sử dụng những cục đá cứng nó đập vỡ những cái vỏ ốc vỏ sò đang phần thịt ở phía trong. Thì loài giá cá nó cần có cùng họ với loài chồn nên là nó có thể ăn được các loại thịt hải sản hoặc là động vật ở phía trên bờ. Thì tuổi thọ trung bình của loài này sẽ dao động từ 10 đến 15 năm tùy theo môi trường cũng như là điều kiện sinh sống và tự nhiên. Mình có thể thấy là các bạn có một lớp lông rất là mượt và dày, thì phía dưới lớp lông thì sẽ là một lớp khí. Lớp không khí này sẽ giữ cho cơ thể là được ấm khi các bạn bơi lội lo phía dưới sông nước suối. Tại vì loài này một ngày nó sẽ bơi lội các biển từ 4 đến 6 giờ đồng hồ để tìm kiếm nguồn thức ăn. Thế nên mình có một đực và một trái. Được là con đứng ở dưới á. Mõm nó ngắn hơn. Con bạn đực thì vòng tròn hơn. Còn khu vực nhà bên cạnh này mình có cành nghiêu khác trùng đất châu Phi. Không gì cả. Không có trùng đất châu Phi, trùng đất là cây vàng vua sư tử. Cây vàng. Dạ đúng rồi, bạn này châu Phi vua sư tử lành. Với nhân vật là Timon này. Khi nói với loài này các bạn còn được biết tới là thiên đường của các loài. Tại vì trong tự nhiên thì các bạn rất thích các bạn đi săn bắt rắn nè. Thì trong cơ thể của những bạn này nó có chất kháng được độc. Thế lỡ trong quá trình đi săn bắt chẳng may các bạn bị rắn độc cắn phải, thay vì chết thì những bạn này sẽ chỉ bất tỉnh nó xỉu đi thôi. Thì thời gian bất tỉnh sẽ dao động từ 15 đến 1 tiếng đồng, đến nửa tiếng đồng hồ. Thì trong cái khoảng đó thì các bạn này nó sẽ tự động thức dậy đi tè để có thể cái phần chất độc ra phía ngoài và các bạn này sẽ sinh hoạt như bình thường. Thì mình có thể thấy là trong đàn sẽ có những bạn ngồi bằng hai chân sau mắt lúc nào cũng nhìn lên bầu trời các. Thì những bạn như thế đang thực hiện nhiệm vụ canh gác. Vì loài này nó rất là sợ những loài động vật săn mồi phía trên cao như đại bàng nhiều không. Nên lúc nào tự những thành viên cũng có thể thay phiên với nhau để bảo vệ bạn này. Khi các bạn thành viên thấy được những loài động vật nguy hiểm thì kêu to lên cho các bạn cùng với bọn trong nhà. Thì cái viền mắt màu đen của loài này có tác dụng mắt kính râm của mình. Nhờ cái viền mắt đen này các bạn có thể nhìn lên bầu trời với thiên quan tự nhiên các bạn sẽ sinh sống ở dưới lòng đất. Một cái hang của nhà các bạn này sẽ dài từ cây rất là nhanh. Mình có thể nhìn thấy là hai chi trước của các bạn này móng tay phát triển là cũng phụ cho việc đau bớt luôn. Và bây giờ mình sẽ đi chào bạn đi, bye bye, con chào đây nào, đi đưa con chào nào cho bạn. Đi từ từ thôi để bạn ăn hết đã. Chào bạn này nè Ni ơi. Chào bạn này nè. Đưa cho bạn ăn đúng rồi. Đấy nó không sợ ha. Dạng ghê. Đi ra đi vuốt đi. Đi ra đi vuốt. Vuốt kia, sờ sờ kia. Vuốt nhẹ nhẹ thôi. Vuốt nhẹ nhẹ thôi. Thì đó với những loài chuột túi chỉ có những bạn có túi thôi. Các bạn được không có túi. Sao biết cá được con? Thì đây thì những bạn cái mình sẽ dễ nhận biết nhất là khi nó mang con no ở phía trong túi hoặc đực thì mình sẽ nhìn cái bộ phận sinh dục ở phía dưới vậy. Thì cái túi của những bạn cái thì nó rất là bé, khi nó mang con no mình mới thấy được. Đi ra đi sơ sơ. Đây là các bạn phía trên này bạn đang nằm thì bạn có một bạn con no ở phía trong túi của mình. Đây là cái đuôi kìa. Cái đuôi màu hồng hồng kìa. Bố kìa, trong bố kìa. Ôi, nó có chút xíu à, trên nó mà đỏ quá. Đang thò cái chân ra. Nó đang mà con. Đang nuôi con á. Khi con non được sinh ra thì sẽ bò lên túi mẹ sống thêm từ 7 đến 9 tháng nữa mới bước ra phía ngoài.
7 tháng 9 ra. Bạn này bạn mới này. Hồi trước không có bạn này. À bên kia có một bạn.